Liên quan đến tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sau một loạt diễn biến tích cực vừa qua, ngày 7 tháng 4, truyền thông Mỹ đưa tin giới chức nước này và Triều Tiên đang tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp và bí mật ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Hãng tin CNN cho biết, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Mike Pompeo, người hiện đang chờ phê chuẩn vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ, cùng đội ngũ phụ tá đang làm việc với phía Triều Tiên thông qua các kênh tình báo để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh. Bên cạnh đó, theo CNN, giới chức tình báo Mỹ và Triều Tiên thậm chí đã tổ chức một cuộc gặp ở nước thứ ba để thảo luận về địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong đó thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ được đánh giá là một lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên, phía Triều Tiên nhấn mạnh mong muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Bình Nhưỡng. Hiện CIA vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên. Iran chắc chắn sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện được ký kết với nhóm P5+1 hồi năm 2015 nếu Mỹ áp đặt lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Đây là tuyên bố mới được giới chức Iran đưa ra ngày 7 tháng 4 sau khi Mỹ một lần nữa đề cập vấn đề rút khỏi thỏa thuận và áp đặt lại các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran, nhiệm vụ quan trọng nhất của thỏa thuận hạt nhân 2015 là gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Do đó, nếu Mỹ áp đặt lại các lệnh trừng phạt này, chắc chắn Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 5 tháng 4 tuyên bố Washington nhiều khả năng sẽ rút khỏi thỏa thuận và áp đặt lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Bà Haley cáo buộc Iran đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận và Mỹ sẽ không bỏ qua vấn đề này. Quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền và tuyên bố phản đối thỏa thuận hạt nhân được Iran ký với nhóm P5+1 dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Theo thỏa thuận này, Tehran hạn chế các hoạt động làm dầu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Năm 2017, Tổng thống Trump tuyên bố không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận kể trên. Tới tháng 1 vừa qua, ông Trump tuyên bố thỏa thuận hạt nhân phải được sửa chữa trước ngày 12 tháng 5, nếu không Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận. Tuy nhiên, Iran cũng khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận.